Xin chào anh em, chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tính năng mới. Tính năng tranh đoạt ngọc rồng sẽ xuất hiện vào tuần thứ tư và tổ chức từ tổ chức vào 7 giờ sáng ngày thứ bảy anh em nha. Thời gian của sự kiện này thì nó sẽ diễn ra trong 2 ngày, kết thúc vào 21 giờ ngày chủ nhật anh em ạ. Đây này, anh em có thể nhìn thấy tranh cái thời gian tranh đoàn ngọc rồng còn 24 giờ 25 phút này, kết thúc vào 9 giờ tối chủ nhật này, tổng kết và trao thưởng anh em ơi. Cái thể lệ quy tắc của sự kiện này thì nó khá là dài dòng anh em ơi, đọc này thì dài lắm luôn đấy. Mình tổng quan lại thì anh em có thể vào đây, anh em cần vào trong một cái gui nào đó nhá, anh em sẽ một cái gui nào đó, anh em cái gui của anh em đạt đủ 5.000 điểm sôi nổi hàng tuần thì đội trưởng có thể báo danh cho anh em, sau đó thì anh em vào đây bém nhau. Chiến đội, phối hợp chiến đội này, đây anh em đọc qua này em hiểu này, anh em vào đây bém chiếm một cái khu gì bó bất kỳ ở đây, anh em đánh cái khu trung tâm này nha, chiếm khu trung tâm này nha. Cắm cờ, cắm cờ anh ạ. Băng đệ của mình bây giờ lại chiếm được 3 khu rồi. Anh em chiếm 3 khu ở đây anh em tìm ngọc để anh em nhận búp. Anh em chiếm cái khu ở đây thì sẽ búp được cái cho người canh giữ ở cái vị trí tháp trung tâm này này, được cộng thêm sát thương, cộng thêm này sao cái cộng thêm anh em này, sẽ cộng thêm sức mạnh cho anh em đây, búp đây. Tất cả anh hùng tăng và giảm sát thương 20%, búp tất cả anh hùng tăng sát thương và giảm sát thương 20%. Đây có anh hùng kỹ, anh hùng sức mạnh giảm kỹ giảm sát thương này, anh em hiểu mình nói không? Đã tìm hiểu anh em chui vào đây, anh em quánh cái này để nhận búp cho cái người canh giữ tháp trung tâm, để một vui khác nó vào đây nó chiếm tháp trung tâm là đến tổng kết giờ là nó sẽ chiếm được bao nhiêu cứ điểm ấy thì nó sẽ thắng. Này ở cái chỗ này là có mấy ông giữ búp này, tam tộc ở đây nó có một búp, hai búp, ba thằng chiếm búp búp, nhưng mà ông hai du bên server huynh đệ này của mình là khá là ok nhỉ. 7 triệu à, mình nghĩ do mấy ông tay to không thèm đánh nha bạn, với các còn ngày mai nữa mà mấy ông không thèm chơi, mấy ông không thèm vào ấy, như vào tí là đấm cho cả team mình SML ngay. Level 90 ngọc đẹp trai. Được những 4 búp này. 4 búp này cộng dồn được lên 2 cái 40%. Đấy mình nhìn này có 1 2 3 4 ông. Chưa thám hiểm, bây giờ mình vào mình chui vào thám hiểm phát nha. Cho thêm người anh em kia thêm một búp nữa cho nó mạnh. Cho hẳn 5 búp. Đấy, sau khi mình vào đã thêm được một búp nữa, tháp trung tâm đã được lên 5 búp. Đấy, cộng thêm 50%, sụp. Chết chưa? Phần quà ở đây thì phần quà ở đây là mình sẽ đọc luôn cho anh em. Ở đây có cách lịch sử trên ký này. Anh cộng thêm cái gì? Anh cộng thêm khi tổng kết tranh đoàn ngọc rồng sẽ được nhận thêm 100 xu vinh dự. À đánh cái này được nhận cái xu vinh dự để anh em đổ trong tiệm nhé. Đây này anh em nha. Bây giờ là đội Á quân nhận được một cái viên ngọc rồng tùy chọn. Thêm xu vinh dự vào đây là rất nhiều, 1785 xu vinh dự, và nó sẽ giảm dần. Giảm dần xuống. Đây là đội quán quân, đội quán quân anh em ạ. Đội quán quân cho top 1, top 2, top 3 thành viên trong đội quán quân à. Người chơi khác nhau sẽ được nhận thưởng theo hạng nhất, hạng nhì của chiến đội đấy nha. Còn cái chiến đội đặt hạng Á quân thì sẽ nhận được một viên ngọc rồng ngẫu nhiên cho thành viên top 1, được thêm 1575 xu. Dần dần xuống một đội hạng 3. Được kim cương thôi, hạng 3 béo thế. 3 200 kim cương ạ. À. Á quân nó còn được ngọc ngẫu nhiên.
1.000 bao nhiêu xu đây, được 1.300 xu thì cũng nhiều thôi. Nhưng mà ngọc thì béo quá nhờ. À, xếp hạng vinh dự. Điểm vinh dự 280 điểm. Son Goku, Haiju. Mình đang hạng 5 cái chiến độ của mình đây. Có những chiến độ này của mình còn được hạng 2 nữa. Ai có cái viên ngọc mang về chơi anh em ơi. Đấy, mình nói qua anh em đã hiểu qua cái sự kiện này chưa? Bây giờ mình sẽ nói tóm tắt lại cho anh em dễ hiểu nhá. Đầu tiên khi anh em chơi vào thì anh em vào một cái chiến đội nào đó, sau anh em hoạt động trong chiến đội đó thì ba cái top 3 của chiến đội đạt được điểm hoạt động cao nhất thì sẽ vào đây tranh bá, tranh đoạt những cái 7 cái khu vực này, 7 cái lãnh thổ này. Đấy, tranh đoạt cái lãnh thổ này trong vòng 2 ngày, từ 9 giờ sáng ngày thứ 7 cho đến 9 giờ tối ngày chủ nhật tổng kết. Cái này thì sẽ diễn ra vào tuần thứ 4. Thời gian đăng ký là do đội trưởng hoặc đội phó đăng ký từ ngày thứ 2 đến thứ 6 trong cái tuần đó nha. Đấy, phần quà thì nó sẽ có danh sách đây, em nhìn này, có thể thấy đội Á quân được tương đây, đội gì được tương đây, đó là chính là cái chiến đội Á quân. Chiến đội quán quân đấy, còn đây chiến đội đặt hạng 3. Đấy, phần thưởng sẽ là như này. Ngoài ra mình thấy cái đấu xếp hạng được cái danh cộng thêm là cái gì đây? Vương giả khi cộng tranh đoàn cọc rồng sẽ được nhận thêm 100 xu vinh dự, 60 xu vinh dự. Đó là cái gì đó. À, cái danh cộng thêm này thì chắc có nghĩa là sau khi đạt được cái danh hạng vương giả này thì cái tuần tiếp theo thì sẽ được tích điểm. Mình nghĩ là vậy. Hoặc là sau khi kết thúc thì nhận thêm điểm. Đấy, rất đơn giản thôi anh em. À, và còn cái chiếm độ này thì anh em giữ tháp trung tâm nha, thì coi như mình chiếm một cái khu này. Còn những cái chỗ đã tìm hiểu này thì anh em chiếm vào đây đánh để nhận bút cho cái người ở trung tâm này giữ cai quản. Thì những anh em yếu level thì đánh mấy cái bên ngoài này thôi, để cho cái ông nào mạnh trong cái chiến độ nhất đấy, những ông mạnh nhất trong chiến độ của mình thì sẽ giữ tháp trung tâm. Thế đó, đơn giản cái gì. Đấy, anh em đã hiểu qua về cái tính năng tranh đoạt ngọc rồng chưa? Đấy. Ok. Rồi, anh em có thắc mắc gì hay có gì chưa hiểu thì có thể comment dưới video này nhá. Nếu mình biết gì mình sẽ, hoặc là mình chưa biết gì thì mình sẽ tìm hiểu thêm để giải đáp thắc mắc cho anh em. Và bây giờ có lẽ clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Anh em thấy hay thì cho mình xin một like đăng ký kênh nha, và đừng quên đến và có chuông thông báo nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye, see you later anh em, bye bye.